The Daily Mail, Arsenal được cho là đã liên hệ với người đại diện của Arda Güler nhằm mượn tiền vệ này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tờ Sport thông tin thêm, Arda Güler hiện không hài lòng với tình hình của mình tại Real Madrid. Arsenal từng áp dụng chiến lược tương tự khi chiêu mộ Matheo Ødegaard từ Real Madrid vào năm 2021. Cũng như Arda Güler, Ødegaard từng là tài năng trẻ đầy triển vọng nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện tại sân Bernabeu. Anh chủ yếu thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nhỏ hơn theo dạng cho mượn trước khi được Arsenal mua đứt. Sau khi cập bến Arsenal với mức phí 30 triệu bảng, Ødegaard trở thành một trong những bài hợp đồng thành công nhất của câu lạc bộ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, không dễ để Arsenal thực hiện thương vụ này. Không giống với Ødegaard, Arda Güler chưa từ bỏ hy vọng thành công ở Real Madrid. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mong muốn được chứng minh bản thân, bất chấp liên tục phải ngồi dự bị. Arda Güler gia nhập Real Madrid từ Fenerbahce vào năm 2023. Tiền vệ này gặp khó khăn dưới thời Carlo Ancelotti. Ở mùa này, anh mới chỉ có 3 lần đá chính trên mọi đấu trường, chưa có bất kỳ đóng góp bàn thắng hoặc kiến tạo nào. Trong 3 kỳ chuyển nhượng hè liên tiếp từ 2022 đến 2024, theo thống kê của Transfermarkt, số tiền mà Man United ném ra đã vượt mốc 600 triệu euro. Trong đó, chỉ một mình Antony đã ngốn 103 triệu euro, là bản hợp đồng đắt giá nhất dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, màn trình diễn của bom tấn này đến nay hoàn toàn thất vọng. Đừng nói đến số tiền hơn 100 triệu euro, thực tế Antony không xứng đáng với một nửa con số đó. Sau 87 lần ra sân, Antony chỉ có được 12 bàn cùng 5 được kiến tạo. Anh đang bị xem là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử của Man United. Trong chặng đường đã qua của mùa giải, Antony còn không cạnh tranh được suất ra sân với Amad Diallo. Khoảng thời gian trước khi bị sa thải, Ten Hag không hài lòng về thái độ tập luyện của cầu thủ đang hưởng lương 200.000 bảng một tuần, thậm chí cho rằng Antony trở thành nhân tố gây rối trong đội. Theo nguồn tin của Daily Express, ban lãnh đạo Man United đang tính đến chuyện đẩy Antony ra khỏi đội bóng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Họ đã sẵn sàng lắng nghe cả hai phương án cho mượn hoặc bán đứt với bất kỳ đối tác nào muốn chiêu mộ Antony. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Sancho gia nhập Chelsea dưới dạng cho mượn. Tiền vệ người Anh có một khởi đầu như mơ với 3 kiến tạo trong 3 trận liên tiếp. Dù vậy, phong độ sa sút cùng với chấn thương đã khiến Sancho bị đẩy lên ghế dự bị, thậm chí chưa ra sân kể từ hôm gặp Liverpool vào 20 tháng 10. Tính đến nay, Sancho cũng chưa đóng góp pha lập công nào sau 6 trận trên mọi đấu trường. Nguồn tin của Express cho hay, ban huấn luyện và các cầu thủ Chelsea không ưa thích cá tính của Sancho vì anh nhiều lần làm mình làm mẩy, tỏ thái độ ngôi sao. Thậm chí huấn luyện viên Enzo Maresca muốn trả ngôi sao này lại cho Man United, đồng thời sẵn sàng chịu khoản phí phạt lớn. Nhận định trên Grosvenor Sport, cựu tiền vệ Jamie O'Hara thừa nhận Sancho đang trở lại với thời điểm đen tối khi khoác áo Man United. Jadon có cơ hội chứng minh bản thân của mình ở Chelsea, hiện điều đó vẫn chưa xảy ra. Man United đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ cậu ấy nhưng không hề hiệu quả. Cậu ấy đến Chelsea thể hiện một vài khoảnh khắc xuất sắc ban đầu, rồi đâu cũng vào đấy. Việc sở hữu nhiều cầu thủ tấn công trong cùng một đội rất khó khăn. Tôi nghĩ Enzo nhận ra rằng Sancho không xuất sắc như nhiều cầu thủ khác. Cũng theo Jamie O'Hara, Jadon Sancho cần thể hiện nhiều hơn trong những lần được trao cơ hội nếu không muốn tiếp tục đứng cuối trong thứ tự ưu tiên đá chính tại Chelsea. Cựu hậu vệ West Brown nhận định rằng Ruben Amorim nên cân nhắc đưa Paul Pogba trở lại Man United vào thời điểm này. Họ vừa có một tân huấn luyện viên, còn Pogba cũng đang tìm kiếm một câu lạc bộ khác. Trong bóng đá không gì là không thể. Pogba rất khao khát trở lại thi đấu. Nếu là một phi vụ chuyển nhượng trả phí, điều này khó xảy ra. Nhưng với tư cách là một cầu thủ tự do, đó là chuyện hoàn toàn khác. Dĩ nhiên vấn đề tài chính vẫn sẽ xuất hiện, nhưng thương vụ này có thể mang tính rủi ro thấp và Pogba chắc chắn sẽ rất quyết tâm để chứng tỏ mình sau thời gian ngồi ngoài. Trước đó, không ít người hâm mộ Man United háo hức trước viễn cảnh Pogba trở lại Carrington, giống với trường hợp của Jonny Evans. Ban đầu, Evans chỉ trở về câu lạc bộ cũ để tập nhờ, nhưng sau những màn thể hiện tốt, anh đã được ký hợp đồng 2 năm liên tiếp và giờ vẫn có đóng góp cho Man United. Tuy nhiên, ban lãnh đạo và huấn luyện viên Amorim được cho là không có ý định để Pogba trở lại trung tâm. Có thông tin cho rằng Olympique Marseille đang bày tỏ nguyện vọng muốn sở hữu Pogba. Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ tại Mỹ và Ả Rập Xê Út cũng đang quan tâm đến tiền vệ người Pháp. Ngay sau trận thua 0-1 trước Argentina, đội trưởng tuyển Peru Paulo Guerrero đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích trọng tài Wilmar Roldán. Chỉ cần chạm nhẹ vào Messi là bị thổi phạt ngay. Trước khi chúng tôi bị phạm lỗi nhiều lần mà không được hưởng bất kỳ quả phạt nào. Argentina chơi rất rắn, nhưng dường như luật chỉ áp dụng dành cho họ. Tiền đạo kỳ cựu này còn chỉ trích giới truyền thông vì đã làm ngơ trước những sự bất công. Các bạn biết rõ điều đó nhưng không lên tiếng. Đó là vì Messi hay sao? Đây là những tình huống có thể ảnh hưởng đến trận đấu. Guerrero cũng bày tỏ sự tiếc nuối về màn trình diễn của Peru. Anh cho rằng đội nhà đã không hề thua kém Argentina về mặt thể lực và hoàn toàn có thể chơi tốt hơn. Chúng tôi đã có thể chơi táo bạo hơn, tấn công nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhiều lần tôi cố gắng tạo khoảng trống bằng những đường chạy chéo, nhưng đồng đội không thể chuyền bóng đến. Điều này khá thất vọng. Trận thua này đẩy Peru xuống cuối và xếp hạng vòng loại Nam Mỹ. Guerrero cùng các đồng đội chỉ có được 7 điểm, kém vị trí dự playoff liên lục địa đến 6 điểm. Giấc mơ trở lại World Cup của Peru đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tuần qua, Ronaldo đã tiết lộ về một vị khách mời bí ẩn trên kênh YouTube của anh, với lời hứa hẹn đây sẽ là tập đánh sập Internet. Thông báo của Ronaldo dẫn tới nhiều đồn đoán về danh tính vị khách mời tiếp theo. Và mới đây, Ronaldo đã tiết lộ danh tính vị khách mời đó không ai khác chính là MrBeast, người được xem là YouTuber thành công nhất trên thế giới. Kênh YouTube của Ronaldo đã phá vỡ những kỷ lục khi cán mốc 67 triệu người đăng ký. Tuy nhiên, con số đó chẳng thấm là gì so với MrBeast, người vừa đạt mốc 330 triệu người đăng ký kênh. Video có sự xuất hiện của Ronaldo và MrBeast sẽ được phát sóng vào thứ Năm. Cuộc trò chuyện này hứa hẹn sẽ được theo dõi bởi hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới. Kênh MrBeast hiện là tài khoản có số lượt đăng ký lớn nhất thế giới. Con số này giúp anh được mệnh danh là ông hoàng YouTube. Theo thống kê, đã có hơn 64 tỷ lượt xem kênh của MrBeast kể từ khi anh đăng ký tài khoản YouTube vào tháng 2 năm 2012. Ronaldo có khá nhiều lượt đăng ký chủ yếu nhờ vào sự nổi tiếng của mình. Nội dung trên kênh của CR7 khá nghèo nàn, chủ yếu là talk show. Tuyên bố trên chương trình El Hormiguero, Rodri khẳng định trong đánh giá của anh, Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Ronaldo đã xoay sở để sánh ngang với Messi dù không có tài năng thiên bẩm. Nhưng những cầu thủ từng đối đầu với cả hai người đều thấy rõ sự khác biệt. Chúng tôi không muốn Ronaldo bước vào trong vòng cấm vì anh ấy rất lợi hại trong khu vực đó. Nhưng còn Messi, anh ấy nguy hiểm ở tất cả mọi nơi trên sân. Khi tôi đối mặt với anh ấy lần đầu tiên, tôi cố gắng cướp bóng từ anh ấy và anh ấy tránh bạn như thể là một con bò tót trên võ đài. Cảm giác tôi lúc đó là một điều gì tồi tệ chuẩn bị xảy ra. Trong sự nghiệp của mình, Rodri từng nhiều lần đối đầu với Messi ở La Liga. Ngay cả khi chuyển sang Marseille và gặt hái thành công, tiền vệ này cũng cảm nhận được sự khó khăn khi đụng độ với Messi. Trước đó, Pep Guardiola cũng khẳng định Rodri và nhiều cầu thủ Tây Ban Nha từng xứng đáng nhận danh hiệu quả bóng vàng. Tuy nhiên, việc họ phải cạnh tranh với một quái vật như Messi khiến mọi thứ khó khăn hơn.